Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng nay thì Tố Lê lại tiếp tục hành trình. Hôm nay thì có chị Phụng với lại anh Bảo Lê cùng hành trình với Tố Lê. Được sự tài trợ của anh Cu Lửa, một người anh ở xa, có tài trợ 50 phần quà. Mỗi phần quà là một bao gạo 10kg và một bì thơm 100.000 đến với hoàn cảnh khó khăn. Thôi thì bây giờ chuyến xe gạo yêu thương của Tố Lê lại tiếp tục hành trình. Xin mời cô chú anh chị và các bạn cùng đồng hành với Tố Lê nha. Đây, trên xe hôm nay thì chở 20 bao gạo. Về đây là cái cảnh quan tại biển thị trấn Vàng Giả. Anh Bảo quay cho bà con xem luôn. Đây, cảnh quan biển sáng nay 8 giờ. Hôm nay thời tiết rất là nắng. Tố Lê và chị Phụng đang cùng hành trình chuyến xe gạo yêu thương. Thôi bây giờ thì mình lên đường. Let's go. Đây là con đường dọc biển của thị trấn Vàng Giả, con đường Trần Hưng Đạo vào buổi sáng. Bây giờ thì chuyến xe gạo yêu thương của Tố Lê đi thẳng đến Tân Dân, Vạn Thắng. Tân Dân là giáp ranh với lại Tu Bông luôn các bạn. Từ đây đến đó chắc cũng 4-5 cây số. Tuy nhiên thì khi mình đi trên đường á, gặp những cái hoàn cảnh nào mà mấy cô mấy chú đi xin để kiếm bữa thì Tố Lê cũng sẽ dừng lại và trao cái phần quà này cho cô chú, chứ không nhất thiết là phải đến một cái địa điểm nào. Phía trước là bến đò của thị trấn Vàng Giả. Nhà ở Phú Yên. Em vô đêm ở đâu? Ở nhà thuê. Mỗi ngày đi bán được bao nhiêu tờ? Này 200 mấy. 200 mấy. Em có gia đình không? Có con không em? Bà xã làm gì? Con nhỏ. Có con nhỏ hả? Mấy đứa con rồi? Hai đứa à. Dạ, sáng nay chiếc xe gạo yêu thương của Tố Lê đi trên đường. Thì nhìn đằng xe thì Tố Lê nhìn thấy em trai đang đi bán vé số. Mà em bị khuyết tật nữa cho nên Tố Lê quyết định dừng xe lại và trao cho em một cái phần quà. Chị sẽ gửi tặng em một bao gạo 10kg với lại 100.000. Chị quay chị đến gạo nha. Dạ. Ủa mày làm sao em nó rinh về được? Dạ dạ. Đấy em. Có là chị cho em 100.000 một bao gạo. Thôi để chị rinh vô chỗ nào đâu em? Ở chỗ nào? Quê bên đó hả? Đây đi, quê đi. Nói gì chị? Gửi đây nha. Dạ dạ. Rồi cảm ơn. Cảm ơn anh. Dạ, hiện tại Tố Lê đang có mặt tại thôn Tân Dân thuộc xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Thì bây giờ trên tay Tố Lê cầm danh sách là 5 cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cũng là tình cờ Tố Lê gặp em gái ở trong bệnh viện á, mới hỏi thăm là ở đây có hoàn cảnh khó khăn nào. Cho nên Tố Lê hôm nay quyết định ra Tân Dân. Thì bây giờ đến đây thì gặp em rồi, bây giờ em dẫn đường chị đi nha. Rồi, thôi thì Tố Lê lại tiếp tục đi đến những cái hoàn cảnh khó khăn ở trên đường hẻm á. Chứ cái này là trên đường lộ trục chính của cái đường Nguyễn Huệ, chạy dài từ Vạn Giả cho đến Tu Bông. Thôi bây giờ thì là thôn Tân Dân 1 đúng không? Gần đình Tân Dân. Thôi thì bây giờ mình lên xe mình đi tiếp. Dạ. Ô, cái hẻm nhỏ này mình có lên xe được không? Bây giờ Bí Lệ nó đang đứng ở phía trước á. Đây là cũng tình cờ gặp nhau tại bệnh viện về bây giờ làm quen em Lệ luôn. Ở đây nhà cửa cũng nhiều ha. Mà nó mát quá chừng luôn hả bảo. Hai bên đường cây cối nó nhiều nè. Lần đầu tiên Tố Lê đến Tân Dân 1. Phía xe kia là núi nè. Ồ, lên đây thích quá chừng luôn. Đất rộng quá ha.
Ô, đến đây chắc mình dọn nhà lên đây mình ở quá. Đất nó rộng mà nó mát quá chừng luôn à. Hôn Phụng, đâu có nghĩ là trên Tân Dân này mà trên này dân ở đông như gì ta. Bây giờ là mình đi thăm nhà của cô Sáu Mãn bị u cổ đúng không? Sáu Mãn, à chị đi đây. Bé nhớ bé ngu lắm. Bé ngu bị bệnh luôn hả? Bé ngu tật luôn. Là sao một gia đình mà bè thì bị tật? Bé về đầu tật đi. Là gia đình của cô đó là cô bị tật, mà hai đứa em bị u cổ. Ý là bé về đầu bé tí bé đi không được chứ không có. Hả? Bé người u cổ mà người hết đầu rồi. Tạo dưới tròn gần đây em gần vô. Vậy mở gần thì đổ vú luôn, em chắc đổ xuống nhảy lắm. Không biết em bữa chị chú ám á. Ủa mình đâu? Ô, về đi hả? Về cô đi hả? Phụ đứng lại. Vừa bữa ông nói sao? Bữa cháu ông nói sao? Cha kệ ông thấy nói không biết là chắc lộn xuống điện thoại với. Vậy đây là cái gia đình của cô Sáu Măng u cổ, bị u cổ. Không biết là như thế nào thì tôi đi vào đó xem thử sao. Ô vậy thưa bà, thưa cô. Là cô lớn tuổi như thế này nè hả? Rồi sống với lại hai người con. Hả? Vậy hả? Dạ, sáng nay được sự chỉ đường của chị Lệ thì có dẫn tôi Lê đến thăm gia đình của cô Sáu Mân. Nhưng mà không ngờ đến đây thì mới biết được là cô Sáu đang sống chung với lại hai người con gái. Mà mỗi người đều mang trong người một cái bệnh hết. Cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi cô? Cái ngạ mà không biết nhiều tuổi ta không biết. Dạ. Còn chị năm nay bao nhiêu? 55. 55 tuổi. Em muốn hỏi là chị mắc cái bệnh này để lâu chưa? Đã lúc mà nhã lớn giờ. Nhã hơi lớn giờ. 12 tuổi mổ. 12 tuổi mổ một lần. Mổ là lớn tới giờ rồi này cứ vô thì còn nằm bé tén nó chỉ nó mổ bị rút quăng. Dạ rút quăng. Rồi để dính tới giờ này luôn. Còn hai người đi mổ nào ông hai chết. Anh hai ai mổ luôn. Ồ cái này nặng lắm anh, nặng lắm anh luôn. Mổ vừa được anh nặng lắm. Lâu giờ chị có đi khám bệnh gì không? Không. Chị có bảo hiểm y tế không? Cái chưa. Bảo hiểm hộ nghèo hả? Nhiều. Nặng lắm luôn anh bảo, em thấy nó nặng lắm luôn. Nặng, nó đi nặng lắm. Thôi chứ mình đâu có làm gì được chị, ở nhà thôi. Mệt ở căn, mệt thì làm không được đâu. Em hỏi chị tên gì? Tên Lệ. Tên Lệ, dạ. Còn một người chị bên này nữa. Dạ em muốn biết chị tên gì ạ? Đèo Thị Hệ. Chị cũng mắc bệnh cổ này nè, nhưng mà chị đã mổ rồi, hiện tại bây giờ cái nó cũng tái phát lại nè. Bây giờ chị cũng ở nhà chứ đâu có đi làm gì hả chị Hệ? Trước đó thì chị làm nghề gì? Không có làm gì. Sao cái giọng nói của chị nó khàn khàn, em không nghe được á. Mổ nó bị đứt cổ họng quá. Đứt cái cuốn á. Mổ nó cái mất cái đường âm thanh rồi nó. Mất cái tiếng nào nó ta. Là chị Hệ chị nói là sau khi mổ thì chị bị tổn thương cái dây thanh âm, cho nên bây giờ chị nói không có được. Dạ. Đây là tình cờ con cũng đến đây, con không nghĩ là nhà bác mà cả hai chị mắc bệnh như thế này. Còn nghe nói là có một người anh để mổ xong bị mất hay em? Là cũng bị bú cổ giống như mình luôn. Bị mất máu. Dạ dạ, ông quay bên đây. Bác sĩ ông có năm sáu tớ. Anh mới bao nhiêu tuổi? Ông cũng đi là anh của chị hả? Dạ, anh trẻ. Nên nó cũng đi bị sáng máy quá. Dạ dạ. Thì gia đình của chị Lệ cũng sống nhờ vào sự thương yêu và giúp đỡ của bà con cô bác thôi. Chứ bệnh tật như thế này thì mình đi làm thuê cũng đâu có ai thuê. Mà cũng đâu có làm gì được đâu phải không chị? Làm gì thôi mà làm được tội. Làm ở nhà thôi. Đi chợ cũng đi không nổi luôn. Đi chợ mỏi mỏi căng mỏi chân đi không nổi. Ồ con này cái khối u này nó quá là lớn luôn nè. Nó nổi gân, nổi tĩnh mạch luôn thấy không? Nó về nó mọc rễ rồi chị quê mọc rễ mọc chân. Vậy thôi thì em đến đây em thăm con, đến đây con thăm gia đình cô bác, con có một cái phần quà là chị yeah. Một phần quà là một bao gạo bưng lên vậy, một bao gạo 10 kg với lại con
cái phần này là bao gạo 10 kg với lại 100 ngàn con gửi cho nhà vậy. Dạ, riêng nữa thì con cảm ơn một người bạn tên Phương có hỗ trợ cho gia đình của bác là 500 ngàn. Dạ, để dành ăn mua mắm, mua ké ăn nha. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân. Em Mạnh Thường Quân, mình phỉ đúng nhớ cha, nhớ chú về mình phỉ, nhờ mắm anh với chị giúp đỡ cho chị tôi. Dạ, đi đâu mình nói hết. Dạ rồi, thôi thì bác với lại hai chị giữ gìn sức khỏe, nếu có duyên thì tụi con lại lên thăm nha. Ở chồng không biết cả quay vào cả chồng luôn. Quay hoài. Không, độc thân không có muốn cái chồng cái con gì hết đó, giờ ở gì với mé đúng không? Giờ ở mé nhảy tắm rửa bé, mới tắm rửa cái nó tôi tắm rửa bé, bé mé tắm rửa bụng. Cái con này chị có muốn đi khám bệnh không? Em hướng dẫn cho chị đi khám. Khám nào? Ở bệnh viện. Viện hay gòn mới chạy nào? Ờ bệnh viện nó chạy rồi. Viện nó bé vậy đi gòn á. Ờ chạy rồi. Bú quá. Cho nên bây giờ chỉ về nhà sống như vậy thôi chứ không có mổ kỹ nữa. Chờ nhà mình sống cho em mổ đi không được nữa. Cái này bao từ nhỏ anh, từ nhỏ lúc nhỏ mổ một lần. Sau đó là miết tới bây giờ luôn. Vậy rồi thôi con ghé con thăm, chúc cả nhà luôn luôn được an lành bình an nha. Vậy thôi con đi trường học khác. Cái này bao gạo này chị để dạ. Dạ. Đến đây thì mình thấy rất là xúc động luôn. Thôi thì con cảm ơn em Lệ nha. Cái duyên mới gặp lại. Con về nha bác, về nha chị. Dạ rồi gặp lại sau. Dạ, dạ. Dạ, bây giờ Tố Lê cùng chị Phụng và em Lệ đang có mặt tại nhà của cô Búp. Cô lớn tuổi nhưng mà không may thì có bệnh mắt bị mù đúng không? Dạ, cô sống với ai ở đây Lệ? Dạ, sống mình hả chị? Sống có một mình hả? Ai nó cùng cho bà? Quại ơi, quại nhìn thấy con không? Không thấy không? Quại đứng lên, quại đứng lên. Quại đứng lên. Ai đi chợ nấu ăn cho ngoại? Để gỗ đồ bê cho ai không? Thôi đi vô trong nhà. Đi vô trong nhà các con dẫn đi. Có một mình à hả? Không có con cái gì sao hoài? Bệnh mấy ngày này luôn hả? Vậy ngồi đây đi. Dạ đây là bên trong ngôi nhà của ngoại Búp. Chỉ sống có một mình độc thân thôi. Con ghé con thăm ngoại. Con gửi cho tặng cho ngoại một bao gạo. Với lại con gửi cho ngoại 200 ngàn để dành ăn. Dạ. Dạ, dạ. Bệnh hả? Mấy bữa nay con bị sao? Bệnh đầu đó bụng tử rồi đủ hết. Cóc vô, cầm vô để rớt. Ngoại có nhìn thấy con không? Ngoại có nhìn thấy con không nè? Thấy mờ mờ. Thấy mờ mờ à? Mổ rồi giờ nó tấu nữa rồi nó bệnh. Ở đây ngoại nhờ người xung quanh đi chợ đi búa rồi nó ăn được dùm. Dạ. Dạ chắc bà con ở đây người ta cũng quen rồi phải không? Dạ. Dạ ngoại giữ gìn sức khỏe, đừng buồn nha, đừng có xúc động nữa nha. Dạ, dạ. Rồi thôi thì tôi lê ghé thăm bè tí xíu rồi bây giờ mình lại hành trình đi tiếp em là. Bây giờ mình tiếp tục mình đi hoàn cảnh khác. Dạ dạ rồi, thôi bà nghỉ ngơi nha bà. Dạ dạ rồi bà. Dạ. Bây giờ Tố Lê lại tiếp tục đi. Đây là con đường gọi là thôn Tân Dân 1 thuộc xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây cũng là lần đầu tiên mình đi cho nên mình thấy con đường này nó quá là đẹp hả bảo. Ở trong Tân Đức trước quốc lộ 1A thì đường cái nó xô bồ quá, lần đầu tiên lên trên này. Ô phía xe kia là núi. Núi mà người ta gọi là cái gì? Khai thác đá. À. Dạ. Thôi, chắc tôi với ông dọn lên đây ở bảo. Còn ông chỗ này ở không? Ông không ở thì tôi lên đây tôi tìm cái thằng nào tôi ghé với nó tôi ở. Nghe nói tới đó ông có vui hay buồn bảo? Hả? Còn đang suy nghĩ hả? ông bảo Lê, ông đang lái xe mà ông nghe tôi Lê nói vậy hả? Ông run tay luôn. Thôi lái đi, an toàn là chính. Vậy bây giờ thì Tố Lê, Phụng với lại em Lệ đang có mặt tại cái hẻm nhỏ của nhà ông Đỗ Văn Hiếu. Ông Đỗ Văn Hiếu, bác Đỗ Văn Hiếu 83 tuổi và một em 7 tuổi bị bại não. Rồi thôi thì chị em mình đi. Bây giờ vô đá xe em Hiếu. À, Lệ. Chị còn đi đỡ chị đi chạy xe lấy vô luôn.
Hả? Em đi xe máy vô trong đó hả? Dạ không, ý là chở chị đi luôn á. Ờ à, thôi đi bộ xíu. Lâu lâu đi cho nó giãn gân đúng không? Ê, gân tao nó giãn sẵn rồi mày. Chị làm trong đó là gì đâu giãn? Giãn chưa? Em có đi gần được không? Ồ, nhà tuốt ra đó luôn hả? Tối cổng á, đi sai á. Thôi mày lấy xe gẹ máy mày chở ơi. Em chở đi nha. Ờ, đi đi ông tới lấy xe máy chở ơi. Đi không nổi. Ông biết đó, ông chở đi luôn được không? Ờ. Ơ chị Phụng lên đây chở đi luôn ơi, im mà em bẻo đi sau. Rồi chị Phụng điều lên đi. Điều lên luôn hả? Lên luôn. Ôm lại. Ôm. Đi. Ôm. Cho anh kêu men đi sau. Ôi coi chừng nó rớt xuống á. Sau khi đĩa thằng cháu đi 7 tháng mới biết nó đi bệnh viện tỉnh mới biết nó bại não. Xong rồi năm sau bê mé nó bả nhau nuôi đưa cha nào nuôi. À, chị là bà nội. Nào. Chị là bà nội hả? Là chị nuôi nào, cháu được mấy năm rồi chị? 20 năm gì quên rồi nữa chứ. Bây giờ nó được 7 tuổi rồi mà. Giờ 7 tuổi không? Là mới sinh 7 tháng à. Là... 7 tháng rồi hai đứa cũng còn ở trong rầu khoảng 5 năm mới mới bả nhau. Bà nội ẩm về đây nuôi luôn. Ẩm về nuôi luôn. Bình thường chị làm công việc gì? Ở nhà nuôi nó. Nằm đây nó bả cho, bả cái sổ này chi con nằm đây bả. Đâu không? Thôi thôi thì bà nội cái duyên với cháu thì bà nội cứ chăm sóc cháu đến khi mẹ đến đâu thì được tới đó. Chú chơi cái mặt dễ thương không? Cái hoàn cảnh này là tình cờ em gặp ở trong bệnh viện á, trong lúc mà siêu âm á. Tự nhiên tôi thương mà tôi nói là tôi sẽ tìm đến nhà. Không ngờ hôm nay tự nhiên vô gặp bất ngờ luôn. Em vô gặp cháu đó, em bất ngờ luôn á. Thương mấy chừng luôn. Nó nhìn lên cô hả? Dạ. Cái gì? Nay cái nghe được không? Không biết nữa. Đó lần nó cũng nghe xeo ấy. Nhu nhi. Cô thương này trưng bày mắt mũi đẹp. Thôi thì em ghé đến em thăm cháu nha. Dạ. Em gửi tặng chị 10 ký gạo. Dạ. Với lại gửi cho cháu 300 ngàn để cháu uống sữa nè. Dạ. Em cảm ơn. Dạ. Dạ. Thương mấy chừng ha. Cô nè, cái nhìn không? Cái nhìn thấy cô không? Không. À, giờ quê nhà ông ngoại đi. Giờ quê nhà ông ngoại à. Đem bánh. Thôi em ghé thăm thôi em ghé em thăm chị chút xíu. Thôi em đi nha. Dạ rồi, em tạm biệt chị. Rồi, nếu có dịp thì em rảnh em chạy lên trên nhà chị em nằm em ngủ trưa trên này cho nó mát. Dạ rồi, dạ. Ô, nhà ông ngoại hả? Sai nè. Trái đây chưa có hư. Kẹp được không? Kẹp. Ừ, đây luôn em. Đây nè. Dạ, đây là ông ngoại Hiếu phải không? 83 tuổi. Dạ. Ông ngoại Hiếu đang sống có một mình thôi. Ông ngoại bệnh. Dạ. Dạ, bữa nằm nhà thương tôi lên gặp thấy thương quá cho nên tìm tới nhà nè. Dạ. Dạ. À, chân ngoại bị yếu hả? Nó tiêu khớp phải không? Nó tiêu cơ phải không? Dạ dạ. Đi cẩn thận, sao con thấy ngoại đi con sợ như vậy? 83 tuổi rồi. 83. 83 rồi, dạ. Đúng không? Cẩn thận. Bây giờ đi đâu cái nằm bậy bẹ đây. Dạ. Rồi hôm nay con lên con thăm ngoại nè, con gửi tặng ngoại 1 ký gạo 10 ký nè. Ồ, em quá tốt rồi. Dạ. Dạ rồi, con gửi ngoại 100 ngàn. Ồ, cảm ơn, cháu nghe. Dạ, dạ, ông dạ, uống nước đi, uống nước con. Dạ, dạ, được ngoại, phải ngồi đi đó tí á, được rồi. Cái gì đáp lại cũng ớt cái tình nghĩa. Con lên con thấy nhà ngoại có mấy cây xoài ngon quá, con đi ra con hái xoài nha ngoại. Không có, mày nói cho tao không dám nói không. Không có, ý nói là có mấy cây xoài ngon quá, con đi con hái. Hả? Con hái con ăn. Ăn đi. Dạ đúng rồi, đi đi hái xoài bảo.
cho ngoại nghỉ đi. Thôi vài trái thôi, đừng hái nhiều để cho ngoại bán. Ai đâu mua cho đi. Ở nhà không có ai mua, ai ăn đâu. Không ai mua đâu. Đủ rồi. Không có ăn hết đâu, thôi được rồi. Đi lệ, được rồi lệ, nhiêu đó. Đi lên đến đây mà được một bèo xoài như thế này, về nhà mày chấm mắm đường ăn thôi chứ. Cái này xoài canh nông hả? Thôi được rồi, để cho nó cho đi, nó còn non quá mà hái. Hái non quá nó cũng mang tội á. Vậy rồi thôi thì tôi Lê, chị Lệ về, chị Phụng tiếp tục lại đi tiếp những hoàn ảnh cảnh khác. Bây giờ thấy cũng trưa nắng lắm rồi, chắc cũng phải 10 giờ rồi đó. 10 giờ rồi. Vậy thôi con đi, con còn đi trường hợp khác bác à. Cho nó kịp. Dạ, con bye bác. Dạ, bác giữ gìn sức khỏe nha. Tôi Lê, Bảo Lê và chị Phụng lại tiếp tục hành trình đi xung quanh khu Tân Dân 1. Ôi cái hiểm này nó nhỏ xíu à. Không biết là có quay đầu được không? Chắc chạy xuống tuốt chứ kia mới quay được các bạn ơi. Đang tìm nhà của một người cô tên, người chị hay cô tên Thảo. Ở dưới này rộng quá ha. Rất rộng dữ trời. Bây giờ mấy chị em Tố Lê đang có mặt tại nhà của chị Thảo phải không? Ủa, đây là cái đường luồn đi vô nhà chị hả? À. Ở đây mình đất rộng dữ vậy. Ôi, sao nhà đông người vậy mà? Nhà đông người thấy tội, thấy ấy đâu quay được không? Chị Thảo là ai đâu? À, đây là cái hoàn cảnh của dì Thảo. Chị mắc bệnh như thế nào dì Thảo? Dạ, mắc bệnh tiểu đường. Với lại cô mắc bị đi khám, nó kêu lục thủy tinh thể. Lục là... thủy tinh thể. Dạ. Nhìn thấy chứ hả? Vậy nó cũng mờ chị, cái một nó bên. Không. Dạ, hai bữa hai bên luôn. Dạ, tình thử nó mắc mờ. Mắc bệnh tiểu đường cái đây mấy năm? Vậy 7 8 năm này. Có hai cháu đây hả? Dạ. Lớp mấy rồi con? Dạ chưa. Đây chưa. Năm nay em bao nhiêu tuổi Thảo? Dạ em tôi tuổi tôi giàu rồi, tôi tức rồi chị. Tôi tức là nhiêu hay? Bố mấy tuổi sao? Bố mấy là dạ. Con nhã chưa? Dạ. Con năm nay lớp mấy con? Dạ con năm nay lớp B. Rồi chị ghé thăm em, chị tặng em bao gạo với lại gửi cho em 100.000. Đây là cái phần quà của các mạnh thường quân hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn. Vậy nha. Dạ, cảm ơn chị. Vậy rồi. Dạ, cảm ơn. Rồi. Dạ. Thôi thì mình đi tiếp ha lạ. Vậy thôi giờ rồi chị đi. Luôn em dạ. Mạnh Anh ấy về nha. Rồi Mạnh Anh ấy về dạ, ha. Rồi. Chị là chị ở gần bên nhà hả? Chị ở gần bên. Ở ngay chỗ bán nước mía nè. Có nhiệt tình ghê. Cái nghĩa là anh tự tắm, tự mặc một mình luôn. Cái trường hợp đây là trước đó em có cho tặng một bao gạo 25kg lâu rồi bảo à. Bây giờ em nhớ thì anh em quay lại, anh tổn thương não nè. Cái đầu của anh nó bị mất hết một bên. Đây nè, nó bị mất hết một bên não rồi. Hiện tại thì anh Minh đang sống có một mình, nhà của một người em. Anh đi lại rất là khó khăn. Ví dụ có một mình ảnh thì sao ảnh la được cô? Có người em đó nó đem lại đây đồ ăn rồi cái tối là cô nó lại ngủ. Ờ, dạ dạ. Dạ dạ. Trước đó thì ảnh cũng khỏe mạnh bình thường, nhưng không may ảnh bị tai nạn, xong ảnh bị tổn thương não. Hiện tại thì bên một cái xạ não của ảnh nó bị khuyết. Cách đây 1-2 năm trước Tố Lê có ghé lại thăm anh một lần. Bây giờ thì cũng lâu lâu cũng nhớ đến anh cho nên ghé lại thăm anh. Anh, em gửi cho anh một bao gạo nè. Với lại gửi cho anh 100.000. Anh Tập á, anh Tập, anh đang Tập á. Em gửi cho anh 100.000 nha anh Minh. Dạ, bao gạo em để đây nha. Nha, chúc anh vui nha. Dạ, dạ, để đó hả, thôi để đây nha. Hiện tại anh Minh đang ở tại Vạn Thắng, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Ở đây là Vạn Thắng 2 ha, Phú Hội 2. Dạ. Vậy thôi em về nha anh. Bye bye anh. Bye bye. Cảm ơn. Rồi em đi. Xì Tố Lê đang
đến Quảng Hội 1 thuộc xã Vạn Thắng. Đây là con đường đi đến đình Vạn Thắng, Quảng Hội nè. Ở dưới này thì có hai cái hoàn cảnh mà Tô Lê cũng để đến thăm. Bây giờ xe đang đến đó. Đây là cái đình Quảng Hội nè. Cái đoạn này là buổi chiều có cái quán bánh canh rất là nổi tiếng tại đây. Hình như em nhớ là cái nhà nó cũng gần đây nè, phải anh Bảo? Rồi, góc này nè, tí xíu nữa là tới. Nhà trưa bạc ở Thịnh Long nữa. Ừ, nhà đèn phải không? Rồi, nhà này nè. Ừ, tới rồi. Vậy hiện tại Tố Lê đang có mặt tại Quảng Hội 2 thuộc xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Bây giờ là 11 giờ trưa. Không nói thì cô chú không biết. Ở Việt Nam mà nắng quế chừng. Về đây là nhà của chị Thu. Nhà chị Thu, bên trong ngôi nhà nhỏ nhỏ này thì có hai cháu đang bị bệnh. Chị Thu có ba đứa con, nhưng mà đã hai cháu đã bệnh rồi. Thôi bây giờ mình vào nhà chị Phụng. Chào chị Thu. Dạ, chào cô. Dạ. Chào, chào cô hả? Đứng lên nè, đứng lên cô coi thử. Dạ, đứng không được luôn hả? Dạ không. Chỉ nhờ cái chiếc CD thì đẹp đi à. Hả? Mẹ này chiếc CD nó nhỏ. Ủa Thu là em có ba đứa con. Dạ. Một đứa này. Dạ, thằng đây với thằng kia sinh đau. Thằng đây đĩa sau. À, nó cũng bị. Còn thằng đây cũng bị động kinh. Mẹ nó đi được. Mẹ nó không có biết nên đỡ nó không đây. Còn cái thằng bí đây thì nó đi không được. Ồ, em đi không được luôn. Dạ. Em này em sau, em út. Dạ. Mẹ em kêu quá hả? Dạ. Chứ ví dụ em lên nhà trên xuống nhà dưới em đi bằng cách nào? Chị em nó bà. Em con đi thử con. Con đi thử con, con bà xuống cha cô coi. Ồ đi gì không mà hả? Dạ. Thôi được rồi con, được rồi. Con ngồi lên đi con. Còn một đứa em thì ở trong cái củi này lâu lắm luôn vậy hả? Dạ. Từ nhỏ luôn em... hay sao Thôn? Dạ. Từ nhỏ luôn hay sao? Dạ từ nhỏ luôn. Dạ. Dạ. Hôm nhỏ bí nằm ở lòng kính. Sao em khá chịu gì Thôn? Em đói bụng hả? Dạ. Đói bụng. Cái này nó chọt em quá hả? Dạ, nói cái tiền thì đóng dài đen xíu cho nó đứng nó cho với lợ nó ngủ. Dạ. Dạ. Cái củi này là khoảng bao nhiêu tiền? Dạ, hầu đợt đóng 2 triệu. Bây giờ em muốn đóng cái dài không? Dạ. Đóng chưa? Dạ, chưa có tiền. Giờ tranh thủ làm đỡ dành cho nó ha. Nên làm cả trên đình đấy. Cái nghĩa là mình đóng dài hơn để cho em nó nằm trong này. Dạ. Yeah. Chứ nó đi ra ngồi nó phé hay sao mà. Vậy nó phé, nó bứt ra điện đồ sợ. Tại mắt lèm công chuyện đồ giặt đồ đồ. Nó không có dám thể nó không có biết hiểu biết cái gì tới. Như thằng đây thì nó hiểu biết thì cha nào quà nó cho được. À. Còn em nằm thì sao, em ngủ thì hai cái chân. Dạ, yeah, ngủ thì bả trên võng nè, đưa nó xong rồi cho nó ngủ say lót miếng niệm cho nó nằm. À, là em ẵm nó ra ngồi. Dạ. Yeah. À. Năm nay là em bao nhiêu tuổi thôi? Dạ, B8. À, 38 tuổi, ông sẽ làm gì? Dạ, chạy xe bê gác. Còn em làm gì? Dạ, ai kêu gì làm nấy. À, lúc nãy là em đang ngủ cả mướn ở trên kia. Dạ, trên đình. À, rồi chạy đi chạy về chăm cháu chứ đâu có bả cháu được đúng không? Dạ. Còn em cháu là bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 13 tuổi. Là nó bệnh từ 13 năm nay luôn á? Dạ. À, dạ rồi. Còn cháu bao nhiêu tuổi? Dạ, 10 tuổi. Con 10 tuổi hả? Tên gì thôi? Dạ, Nguyễn Hải Thép. À, Nguyễn Hải Thép. Dạ nói nhưng mà không có rã. Còn cháu tên gì thì thôi? Dạ Nguyễn Hải Ngọc. Nguyễn Hải Ngọc. Dạ. Ôi em đói bụng thôi em la cho em ăn đi. Đi anh ơi. Lấy cho miệng cái tô với cái muỗng. Đừng đứng dậy xong thì cha ăn. Ăn cơm hả? Dạ ăn cháo cho nó ăn cũng không có được. Hả? Dạ. Thôi đứng dậy mì lá mì cha ăn này nha đi. Nè chị ghé chị thăm cháu. Chị gửi cho em một bao gạo với lại 100.000. Là cái phần này là dành cho Mạnh Thường Quân, dành cho cái hoàn cảnh khó khăn. Có hai nữa thì chị gửi cho hai cháu 500. Dạ. Dạ. Em cảm ơn chị Tố. Dạ em cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cái này là một người bạn giấu tên. Dạ. Hả không, anh này anh giấu tên, anh gửi cho em nha. Dạ, dạ em cũng gửi tới người dạ. Đó. Cảm ơn. Chú dạ. Dạ. Cha. Sau dòng tay lại ẹ cô ơi. Ẹ cô ơi con. Ẹ xong lấy khung ăn, lấy chéo ăn. Dòng tay lại ẹ. Ẹ cô ơi, ẹ cô ơi con. Dòng tay lại. Ờ. Dạ. Á. Ờ, ẹ cô. Dạ, con cảm ơn ơi. Con cảm ơn cô. Ờ, cảm ơn. Cảm ơn cô đây. Cảm ơn chú. Bây giờ làm cái này tới 2 triệu hả? Dạ.
Thôi thì gì nè, chị không có hứa, chị không có nói, nhưng mà em đóng cái này đi. Chị sẽ xin tiền của các anh chị hỗ trợ cho em cái củi này cho cháu. Đóng dài hơn đủ để cho nó nằm. Lấy số điện thoại của chị, cái gì liên hệ chị nha. Chị tài trợ cái củi này cho em. Được không? Dạ được. Dạ rồi. Cảm ơn. Làm đi, ngày mai cứ thợ nó làm liền. Làm cũng thưa thưa như thế này để cho thoáng cho em nó nằm, rồi em bỏ gối bỏ niệm cho em nó nằm chứ. Vậy cá cũng chứ như em... chỉ cần đóng dài thì một xíu chứ không có cần rộng. Rộng thì à, sợ giờ nhiều lúc mà cái thằng đây này nó tối ha. Khi nó nắm đầu nó kéo. Vậy chỉ còn dài thêm một xíu để cho nó nằm ngay ra. Em phải đa đủ cái chiều dài của em nha. Dạ. Thì dài hơn một tí xíu, tại em nó càng ngày nó càng keo. Thì hồi đó cũng thấp gì nè, xong nó bị tí xuống, xong rồi cũng kêu ngừ à. Nâng ở đây lên nè. Rồi em đóng keo để cho cháu, nó đứng nó bị như lại. Thôi anh Bảo, được không Bảo? Làm cái củi cho cháu nó nằm, tại vì đâu phải là nằm trong này mướt đúng không? Em nó cũng đê, ẩm đê ngồi. Cũng như chị đi làm thì cho nó ở đây. Còn nhiều lúc thoáng á, thì dẫn, làm xong công chuyện thì dẫn cháu đi và cho nó cho nó chút. Là cũng ẩm em đi đây ngồi nữa. Dạ, cho nó cho chút. Xong còn cháu á, thì cho nó ngủ dẫn đây, xong bắt đầu nó ngủ say, xong mới lên lốt niệm cho nó ngủ đi. Tại nhiều lúc mắc giặt đồ, đồ sợ khi nó dậy, cái nó xuống dẫn nó bà điện. Rồi, thôi trước mắt em cố gắng giúp chị. Rồi dạ, cái gì chị sẽ... cho cái tô với cái muỗng nhờ các anh em hỗ trợ thêm cái kinh phí này cho em nha. Rồi rồi. À, nó đói bụng quá không? Nó đói bụng này, bảo cô nè. Tại giống giờ là về cho nó ăn á. Rồi cho ăn đi. Cho ăn xong lên làm lại. Rồi thôi chị ghé là thăm hoàn cảnh nhà thu tí xíu, chị đi tới trường học khác nha. Dạ, okay, bye mấy đứa cháu, bye con. Bye con. Bye bye con. Con nói bye bye ơi. Bye. Bye à, bye con. Em nó không có đi được. Thương quá chừng ha. Đi đi đi, anh hai im lên, đón anh hai cho mẹ cho ăn xong đón mẹ làm. Dạ, Tố Lê hiện tại đang có mặt tại nhà của cô May. Cô May lớn tuổi đang sống trong gia đình với lại một em Trương. Em Trương đã mắc bệnh tâm thần từ lâu. Hiện tại thì em bị xích lại. Bị xích lại cũng khá lâu hả cô? 20 mấy năm rồi. Về một người em gái tên là John. 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 Em cũng mắc bệnh chưa cái gia đình luôn hả em? Còn cô May thì cô lớn tuổi nữa, đủ thứ bệnh hết. Đồ uống thuốc nào, ngày đồ thuốc bổ, đồ đủ thứ con ơi, không mất ngủ luôn á. Thì tình cờ con đi ngang qua này, con thấy em Trương á, đang xích như thế này nè. Rất là thương, mình có tới gần em được không? Tới gần em được không? Hả? Nắm tay. Em bệnh bao nhiêu lâu rồi cô May? Cô xích qua bên này xíu cho con vô. 24 tuổi. Năm mắc bệnh hầu hôm 45 tuổi gì vậy? Bây giờ năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Nó 43 tuổi. 44 tuổi. Là thành 20 năm. Mắc bệnh 20 năm. Em hiện tại có uống thuốc điều trị tâm thần không? Cả năm tháng nào cũng đi lãnh. Nhưng mà sao cô không thể em nó ra nó đi trong nhà rồi nó chơi? Không, nó hay lấy đồ nó liền đồ trên cái nhà mấy hôm thì thẻ. Nhưng mà sợ hiện tại em ở ngoài này nè Bảo, nó nằm ngồi giống này nè, rồi cũng vô đi ở lại trong ngủ trong này không, nó cũng nằm rồi mua giá cũng nằm vậy quậy không mà nằm ngồi giống luôn kìa. Nằm ở ngồi đó luôn hả? Tiêu mèn cho giờ cứ nằm ngủ trên giống luôn giống biểu nó vô đây là lúc nó cũng đây rồi đó. Ở ngồi đó con thấy mưa giá nắng em tội gì vậy? Nắng mưa chim đến đây ra chi em mới đỡ, nói đỡ 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 đèn nó cháy nè. Mè chưa có tiền cháy cười con tôi quay số máy vậy Bảo. Vâng ạ, hai xe. Số vua 0,5. Dạ. Rồi thôi con đến con thăm em. Con con không cái gì, con tặng cho ở nhà một bao gạo 10kg nha. Gạo đây là gạo lúa mình. Dạ rồi, cái phần đó thì 100.000 với lại một bao gạo của anh Mạnh Thường Quân tên là Cu Lửa. Anh tặng cho các cô, các chị đang có hoàn cảnh khó khăn. Rồi, con gửi cho em thêm 500 để cho... Cảm ơn cô. Thì cô cũng biết giờ nói sao hết giờ ủng hộ cho cô nhờ là cô cũng rất cảm ơn lòng hảo tâm giúp đỡ gì vậy? Ồ nó này cái gì vậy? Cười kìa. Cười lên con. Vô bữa cho cà phê em. Vậy em cũng mệt miết à. Ồ đi tứ tung em có bảo hiểm không? Cá. Thôi thì mỗi người nó có mỗi cảnh cô. Cũng không ai giống ai hết. Thôi con chia sẻ với cô tí xíu. Thăm em tí xíu nha Giòn.
cái gì được. Con cháu mình nếu mà ai cũng không? Biểu là lên biểu lên lâu cho biểu quay phim á mà đưa mà cô định bụng là ấy cho thằng thiếp á cho nên nghe nói thằng thiếp nó ở đâu nó cũng đi với mẹ con ở Bình Thuận á Bình Thuận mẹ không có dám đem không biết không biết thằng thiếp nó có số điện thoại trên 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 cá mẹ cô ghi điện thoại ná đây là cái chỗ ở của em nè cái chỗ ở của em Trương nè em xích lại luôn xích lại như thế này nè anh quay cái nắng mưa vậy em cũng ở ngồi đó hết nè giờ xích nè đó, nắng mưa rồi cũng ở ngồi đó hết 20 mấy năm rồi 20 năm rồi không cũng rộng lắm dạ dạ không em nói hiền này chứ có người xích lại không em nói hiền nè thương dạ và hôm nay thì cũng cái duyên con cũng đi nhiều gia đình rồi đến gia đình của cô cũng có thể là cuối cùng của cái buổi sáng nay tại bây giờ đã 11 giờ rưỡi rồi nắng quá chừng rồi chắc là con thăm cô với lại em mà con về thôi cô giữ gìn sức khỏe nha cô bye John bye Trương nha dạ 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 không sao đâu cô dạ thôi thôi thì mình đi lên đường dạ dạ còn nó đi làm còn cô á đây cũng không làm cho nó tội còn cô thì nấu không đủ cô bé yeah. Nhưng mà ớ em nấu một ổ là có mấy chục ngàn mà bé hai ba bữa luôn cho mấy hôm bé ngon con ơi bé ngon con rượu thì bán đắt nó có ăn còn chứ giờ theo là đủ thôi tạm biệt John đứng lên em đi thôi đừng có xúc động chị thương quá rồi rồi đừng có làm chuyện nghiện rồi bye cô bye em kẹp bye em không? Dạ dạ sáng nay xe gạo yêu thương của Tố Lê đi từ Tân Đức mà chạy đến Tân Dân 1, Tân Dân 2 bây giờ lại đang ở tại Quảng Hội 2 bây giờ cũng để là hơn 11 giờ rưỡi rồi cũng để khé trưa Tố Lê xin thay mặt cho cô chú anh chị có hoàn cảnh khó khăn xin gửi lời tri ân đến anh Cu Lửa cảm ơn anh thật là nhiều để chia sẻ 50 phần quà yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn kém may mắn ở trong cuộc đời này đến nhà cô May thì cô May có tặng cho Tố Lê một cái hộp quân rượu đi đâu thì các bà con tặng rau tặng quà đó thôi thì Tố Lê cũng xin chào tạm biệt xin hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo xin chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và nhiều may mắn bye bye